10 bí mật thú vị bạn chưa biết về những nàng công chúa Disney. Những nàng công chúa Disney đã xuất hiện từ rất lâu trong các bộ phim hoạt hình và nay lên cả màn ảnh rộng. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều điều mà bạn có thể vẫn không biết về họ đấy. Người yêu phim đang mê mệt với các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh trên màn ảnh rộng mà họ lại quên mất dòng phim về các cô công chúa đáng yêu của Disney. Trong khi nàng Moana cùng với á thần Maui đang chu du ngoài đại dương để cứu đồng bào của mình, thì đây cũng là lúc để nhắc lại những sự thật về các nàng công chúa Disney mà có thể bạn chưa biết đến. Khái niệm công chúa trên phim hoạt hình luôn gắn liền với Disney, nhưng đã có một khoảng thời gian họ chỉ làm phim về những nhân vật bình thường. Các nàng công chúa đóng vai trò quan trọng trong những năm 30, nhưng đến những năm 90, nhờ vào Endymion thì dòng phim của công chúa mới có cơ hội trở lại. Từ năm 2000 cho đến nay, các nàng công chúa đã mang về cho Disney hàng tỷ đô la. Sau Sleeping Beauty, Disney mất đến 30 năm để cho ra mắt. Snow White and the Seven Dwarfs được ra mắt vào năm 1937 và là bộ phim về công chúa đầu tiên của Disney. Đến năm 1950, bộ phim cùng chủ đề có tên Sleeping Beauty được ra mắt, nhưng mãi cho đến 30 năm sau, Disney mới tiếp tục làm tiếp bộ phim thứ 3 về chủ đề ăn khách này, The Little Mermaid. Kể từ đó, Disney giới thiệu thêm 7 nàng công chúa khác. Tuy nhiên, sau Mulan ra mắt năm 1998, thì cho đến năm 2009, The Princess and the Frog mới được ra mắt. Đây cũng là bộ phim mở ra kỷ nguyên mới cho các nàng công chúa Disney. Mulan là công chúa duy nhất không phải là con của hoàng tộc. Mulan được xem là một trong những nàng công chúa của Disney, nhưng về lý mà nói thì cô không thể mang danh hiệu đó vì Mulan không được sinh ra trong hoàng tộc và cũng không cưới một hoàng tử nào. Dù mang đầy đủ phẩm chất của một nàng công chúa được triều đình ban tặng danh hiệu công chúa danh dự, nhưng điều đó vẫn không thể khiến Mulan thực sự là một công chúa thực sự. Merida dù thuộc Brisa nhưng vẫn mang danh hiệu của công chúa Disney. Đối với Pixar thì Ray từng là một canh bạc lớn, bộ phim nằm ngoài khuôn khổ quen thuộc của hãng và lại quen thuộc với công ty mẹ Disney. Ray là bộ phim đầu tiên của công chúa Pixar và sau đó Disney cũng công nhận rằng Merida là nằm trong hàng ngũ công chúa Disney. Merida khác biệt ở chỗ, cô là nàng công chúa đầu tiên không được Disney tạo ra. Cô có em trai thay vì chị em gái như các cô nàng khác và đặc biệt là Merida không yêu một ai trong phim. Snow White là công chúa Disney duy nhất được đặt sau tại Đại lộ Danh vọng. Đại lộ Danh vọng tại Hollywood là nơi thu hút khách du lịch nhất tại Los Angeles. Nơi đây có hơn 2.500 ngôi sao của các nhân vật nổi tiếng thuộc các mảng truyền hình, điện ảnh và âm nhạc. Nhưng trong vài trường hợp hy hữu thì kể cả vận động viên, cảnh sát và các tập đoàn cũng được nêu tên tại Đại lộ Danh vọng này. Vào năm 1978, nhân dịp 50 năm sinh nhật Mickey, chú chuột này đã được tặng một ngôi sao tại đại lộ này. Kể từ đó, có rất nhiều nhân vật hoạt hình như Snow White, Shrek cũng có được danh vọng này. Đến năm 1987, Snow White trở thành nàng công chúa Disney đầu tiên và cũng là duy nhất được đặt một ngôi sao tại nơi này. Beauty and the Beast sử dụng lại animation của Sleeping Beauty. Nếu bạn hay xem những bộ phim Disney và thấy chúng có nhiều nét tương đồng, nó có nguyên nhân cả đấy. Khi một bộ phim người đóng chỉ mất khoảng 2 năm để sản xuất, thì phim hoạt hình phải mất đến hơn 5 năm. Vì vậy, để rút ngắn thời gian và kinh phí, các nhà làm phim Disney đã sử dụng lại các hình ảnh từ những bộ phim cũ, thay đổi màu sắc nhân vật một chút để hợp với bộ phim mới. Ví dụ điển hình nhất là cảnh khiêu vũ trong Beauty and the Beast và Sleeping Beauty. Điệu nhảy của Bella và Beast rất giống với công chúa Aurora và hoàng tử Philip. Snow White là công chúa trẻ nhất và Elsa là công chúa lớn tuổi nhất. Hầu hết các nàng công chúa của Disney đều ở lứa tuổi vị thành niên. Cô nàng lớn tuổi nhất chỉ mới 19 tuổi, nhưng đến năm 2013, khi Disney cho ra mắt Frozen, thì nguyên tắc đó đã bị phá bỏ. Nàng Elsa trong phim 21 tuổi và ba nàng chúa tuyết này đã là công chúa ở độ tuổi trưởng thành đầu tiên của Disney. Trong khi đó, Snow White là công chúa đầu tiên của hãng phim hoạt hình lớn nhất thế giới này lại chỉ mới 14 tuổi, nhỏ tuổi nhất trong dàn công chúa Disney. Tuổi thật của các cô công chúa còn lại, Jasmine 15 tuổi, Ori 16 tuổi, Aurora 16 tuổi, Mulan 16 tuổi, Belle 17 tuổi, Anna 18 tuổi, Rapunzel 18 tuổi, Pocahontas 18 tuổi, Tiana 19 tuổi và Cinderella 19 tuổi. Anna là công chúa duy nhất song ca với nhân vật phản diện.
Trong phim Disney từ trước đến nay, hầu hết những bài hát đều được người dùng của phim biểu diễn một mình hoặc song ca với anh hùng khác. Nhưng với bản lớp Ian Opendoors trong Frozen, Anna đã song ca với Hans, nhân vật phản diện chính của phim. Vào khoảnh khắc đó, Anna thực sự đem lòng yêu Hans trước khi biết bộ mặt thật của hắn. Mulan giết nhiều người nhất trong phim Disney. Các nàng công chúa luôn nhã nhặn nhẹ nhàng, nhưng Mulan thì không. Cô gái Trung Hoa này dám thay cha tòng quân cũng đủ nói lên nàng mạnh mẽ đến nhường nào. Ở chiến trường, Mulan đã tiêu diệt hàng ngàn kẻ địch. Theo tính toán cho thấy, cái bẫy mà Mulan đặt ra đã giết 2.000 tên lính và 2.000 con ngựa. Điều này khiến cô trở thành nhân vật giết người nhiều nhất trong tất cả các bộ phim Disney từ trước đến nay. Công chúa Moana phải thay tên đổi họ tại Ý. Theo người Hawaii, Moana có nghĩa là đại dương, một cái tên rất đẹp và ý nghĩa cho cô nàng. Nhưng ở phiên bản Ý, người ta buộc phải đổi tên cô thành Velena vì Moana là tên của một cựu diễn viên phim người lớn nổi tiếng tại đất nước này. Tránh trường hợp các cháu tra Google để tìm bộ phim hoạt hình mình chờ đợi, nhưng lại xuất hiện nàng nóng bỏng nào đó, Disney buộc phải thay tên đổi họ cho Moana tại Ý.